Ấn tượng với bác là bác rất là nhiệt tình. Có những cái ca mà người ta bị bệnh ấy, bác có thể sẵn sàng mổ giúp họ, hỗ trợ những cái người người ta gặp khó khăn ấy, và tư vấn rất là nhiệt tình và dễ thương. Good job. Cái này của mình là từ khi sinh bé thứ hai, ngực nó teo lại với cả xa trễ. Biết đến Dr. Sơn là qua Facebook, bạn bè cũng giới thiệu, xong vào trang của bác tìm rồi xem cũng tầm hơn năm rồi, nên là quyết định lên trên bác thăm khám rồi làm. Ấn tượng với bác là bác rất là nhiệt tình. Có những cái ca mà người ta bị bệnh ấy, bác có thể sẵn sàng mổ giúp họ, hỗ trợ những cái người người ta gặp khó khăn ấy, và tư vấn rất là nhiệt tình và dễ thương. Thực ra thì chị có được tư vấn ở bên chỗ bác sĩ thì là hai đứa em chị nó cũng làm ở bên đấy. Chị cũng định làm ở bên đấy, cũng đã có bạn tư vấn rồi, nhưng mà tại vì ngực chị cảm thấy làm ở bên đấy cũng chưa chắc đã ok, mới không yên tâm, thì chị vẫn chọn bác sĩ Sơn. Chị theo dõi ở trên trang của bác ấy thì là các khách hàng phản hồi là không bị đau, thì chị cũng hy vọng là không đau để cho mình có thể sớm về quay lại cái công việc của mình. Chị mong muốn ngực của chị tự nhiên và đẹp. Trong mong mình yêu kinh phố vọng là lúc anh.